Với cả em bình thường em bắn bắn mấy round pistol đầu nó cứ bị ảo. À, thấy đầu tiên là khi mà thằng Forsaken nó đi ở đây làm gì không? Nó đi vào đây nó smoke ngay lập tức, đúng chưa? Tại vì nhiệm vụ đầu tiên của Smoke là gì? Nhiệm vụ đầu tiên của Smoke là phải smoke được những vị trí che chắn cho đồng đội, sau đó bắt đầu mới đi. Yeah. Thế nên nó bắt đầu Ok. smoke. Đấy. Rồi. Rồi. Rồi, nhìn thấy con chó không? Nếu mà nhìn trên map ấy mình sẽ nhìn được, nhưng mà thằng này khi mà nó smoke xong ấy là nó nhìn trên map, nó thấy là thằng Sky bắt đầu chó rồi. Thấy chưa? Và chó đi vào trong side là nó kê được bên bên tay trái này, bên dưới under không có ai, đúng chưa? Thế là thằng Forsaken thấy là nó đi đến đoạn này rồi. Thế là Forsaken bắt đầu flash thẳng đường vào bởi vì con chó nó cover vào và nó không thấy ai rồi. Đấy. Coi như là đấy là xong nhiệm vụ của nó. Đấy, smoke là chơi nhiệm vụ là support hỗ trợ đồng đội xong rồi lao lên thôi. Lúc nào trước khi đưa bất làm bất gì thì auto smoke trước. Cái flash lên heaven cho đồng đội đẩy. Nhưng mà pha này là kiểu nó không liên quan gì đến nhau nữa rồi. Bởi vì flash xong và thằng thằng Jet nó chết trước khi quả flash rồi. Đúng kiểu bắn danh luôn đấy. Sao lại smoke quả như thế? Smoke đấy là để dọa. Tức là như nào? Dạ, dạ những Nó thằng tức là bách trong về à? trong trong cái pha thơ đấy nó sẽ có hai trường hợp thường xảy ra này. Một là thằng địch nó giữ ở trên này nhá. Nó giữ ở trên này là nó sẽ không kê nữa, nó nghe tiếng team địch chạy về B. Thế là nó sẽ làm gì? Nó sẽ không bỏ chỗ ID và nó rotate về. Đấy, và sẽ có một thằng chơi trong side, thấy chưa? Đấy là trường hợp thứ nhất. Và trường hợp thứ hai là có thằng nó vẫn sẽ giữ lại khu vực này và nó tin tưởng đồng đội nó giữ được khu vực mid và B. Đấy. Thế nên là nếu mà trong trường hợp mà có thằng back về ấy, thì quả smoke đấy che cái thằng mà back về ấy. Thì thằng back về nó sẽ sợ là Ok. à trong thời gian đấy mình back về là chỗ này chúng nó đã chiếm mẹ rồi, thế nên chúng nó phải smoke như thế. Thế là mình mới không dám đẩy Rồi. lên. Còn đây là cái trường hợp chúng nó đẩy lên là trường hợp thứ hai, tức là cái thằng đấy nó vẫn giữ và đồng đội tin đồng đội vẫn sẽ được mid. Ok. Flash Heaven tiếp và cho trường hợp Bốc smoke quả ở đấy đây nhỉ? luôn. Không biết thì còn nguyên người smoke đấy chả làm gì cả. Quả ấy là smoke TP cho quả đấy có ấy, nó chả lên. làm gì. Quả ấy Kết quả vừa rồi TP. TP lên đấy là bởi vì nhìn này, nhìn từ round không? 3-0 đúng không? Tức là mình thắng round thứ 3 là chúng nó phải eco đúng chưa? Và thường eco ấy thì chúng nó sẽ back rất là nhanh, sau khi chúng xây dựng tường ấy thì thường nó sẽ gần như là không có người kế mít đấy. Theo thằng này nó với TP lên cái tường người láo luôn. Bởi vì thường là tạo tiếng là đến đấy là chúng nó sẽ thường là back về nhanh, nhưng mà quả tường mít có thể người back có thể back từ mít cho nhanh. Nhưng quả nhưng chắc chắn quả đấy là TP láo. Thằng rau khác rồi này không cần phải xem. Đây, Mình đây móc lại. file file tại sao lại làm thế? Đầu tiên là smoke mid trước để team mình gây áp lực ở mid, sau đó là TP. TP ở đây thì nó sẽ có hai kiểu. Một là TP để khiến nó team mình biết là à thằng Omen nó TP về back rồi, mình phải đi tìm nó. Thì khi mà đồng đội đi tìm ấy thì thằng này nó sẽ gây được áp lực ở quanh khu vực back này đấy, bắt chúng nó phải chạy ngược về tìm thằng này đấy. Và trong thời gian đấy là đồng đội đã đi lên mid chiếm heaven, thì thường người ta TP vào đến đoạn về đoạn bay này, đoạn spawn này này thì chúng nó thường chắc chắn sẽ đi tìm thằng Forsaken ở khu vực này đấy. Ok. Phát này là trên này mid cũng có thể có này. Quả là bò này là bò hơi láo bởi vì chúng nó có thể đi tìm được, đáng lẽ phải check kỹ một tí. Nó vẫn flash cẩn thận lại là sợ có thằng nó kê nó đấy nhá, có thằng kê nó thật đúng nhá, thế mới bảo là bò đấy là Rồi. bò láo đúng nhá. Còn nếu mà có Rồi. người đi tìm thằng Fulgen thật đấy là chúng nó phải kê đoạn sổ te rồi đấy, là Fulgen nó đi như nào đấy, Đi thẳng lên nó xe tầm nó luôn. đặt thẳng đây luôn bởi nó không nghĩ, bởi nó nghĩ luôn là bọn kia nó sẽ không kê ấy, nhưng thực ra là có thể kê được ấy, nhưng bọn kia nó không kê như thế. Bò này nó không primu, thế nên bò đấy là bò láo là chắc chắn luôn, kể cả là pro hay không.
Đấy. Thấy con chó đi vào không? Con chó đi vào ấy là nó sẽ không thấy ai ở trên window này này. Đấy. Đầu tiên là nó không Rồi. nhìn thấy ai trên window, tức là thằng này có thể trốn sau smoke đúng chưa? Thế nên thằng này nó sẽ Rồi. flat. Và nếu mà con chó này đi vào trong side mà không có ai ấy, chắc chắn thằng này sẽ TP lên trên window lần nữa. Đấy. Cái trò TP liên minh đâu này cay nhỉ? Đó, nó là điều cơ bản để muốn chiếm lợi thế, Omen phải làm thế. À, Forsaken ở đây TP sai ở một chỗ nhá. Nghe nói nhiều bắt lỗi pro nhưng mà thằng ấy chắc chắn là ít chơi smoke. Trong cái trường hợp mà flash mù ấy, quả smoke nó tự smoke window đúng không? Nếu mà flash mù nhá thì nó sẽ có hai kiểu người. Một, người ta chơi không có kinh nghiệm ấy là người ta sẽ bỏ cái smoke đấy để người ta chạy hẳn về luôn. Đấy. Đấy là người, kiểu người thứ nhất. Và cái kiểu người thứ hai là bị smoke rồi, người ta bị flash mù đúng không? Người ta sẽ đứng con mẹ trong quả smoke đấy luôn, đéo mù đó. Đấy. Và nếu mà thằng Forsaken TP vào đấy nó bắn vào đầu Forsaken. Đáng lẽ TP thì TP map này thôi. Thấy Đúng không? kiểu là Thấy là nó đấu căng không? giải Bao giờ đồng đội như nhá. này luôn Đồng mà. đội cứ gần bò lên nhá, là chuẩn bị sẵn sàng smoke rồi. Thế bây Flash giờ thì nếu mà flash em heaven. ở trong danh ấy, em smoke xong team không ai vào thì sao? Smoke team không ai vào thì mình phải chơi biến thể khác đi. Còn xem demo của pro, tất cả thằng ấy biết chơi, thằng ấy biết chơi, thằng ấy biết chơi rồi thì chơi nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Thế Còn còn gặp những thằng kia. bắn rank đồng đội rank thấp nữa, biến thể nó khác rất là nhiều, nó có hàng trăm cái biến thể. Ví dụ nếu mà smoke xong rồi, nếu thế thì lúc nào để mới smoke? Lúc nào cũng smoke đầu tiên luôn. Nhiệm vụ của smoke đầu tiên là smoke che chắn các khu vực đã, là phải auto smoke rồi, xong rồi đi đâu thì đi. Ví dụ em chơi Brim này ạ, nó chỉ có 3 quả smoke thì sao? Thế thì không được smoke vội. Nếu bây giờ mình phải quan sát xem là duelist mình chơi như nào. Ví dụ duelist mình entry vào được thì lúc nào mình cũng auto smoke trước để cho chúng nó đánh, xong rồi mình có thể đẩy đường khác bắn nhau như bình thường. Còn nếu mà không, chúng nó Còn không Dolin đẩy, bị lỡ nếu chúng nó không đẩy thì thay vì chiếm vị trí có thể dùng Molly Light Up để đốt một số những vị trí đi, tạo cái đường hướng lên lên gần do smoke sau. Còn pot plant chỉ xảy ra khi trong trường hợp nào, trong trường hợp mà đồng đội rush được hoặc là được bom, đồng đội không rush được thì quả Molly thì không làm gì cả. Thí mi là một thí quả Molly luôn. sao? Really guys, I smoke now. Tại vì em toàn smoke xong rồi trong đồng đội toàn tí. Nên là Dolin toàn đi sau cùng. Đấy, thằng Forsaken nó luôn luôn flash heaven, bởi vì sao? Nó không flash default. Tại vì con Sky nó thả đồ vào rồi và bọn kia cũng đát vào rồi, thế nó clear được cái khu vực default ấy. Nếu mà ví dụ thằng Jett đát vào nhá, đát vào sau quả smoke đúng không? Sau rồi nó follow up một cái flash của con Sky là nó clear được backside rồi. Bởi vì backside mù không báo là có người, đấy. Thế nên là thằng Forsaken nó không phải smoke về cái đi flash về cái default nữa, nó flash lên gì? Nó flash lên heaven, bởi vì nó biết là nếu mà có người người ta biết là thằng Sky sẽ flash đúng không? Thì phải lùi lại đúng chưa? Lùi lại thì chắc chắn là chỉ lùi lên trên heaven đúng không? Thế thì quả flash đấy sẽ tạo thêm thời gian cho đồng đội mình vào bằng cách là flash chúng nó mù, chúng sẽ không dám đẩy, bởi vì flash Omen không né được. Hey, what's up? It's F0RSAKEN. Thế nên là lúc vào điểm nào? Lúc vào chắc chắn là chỉ đặt tâm lên check heaven thôi là chắc chắn, bởi ba kia là tự đi tự clear rồi. Team mình có cả nade, có cả flash, ba thằng đấy là nó chơi với nhau, còn nhiệm vụ của mình ấy là chơi những cái góc còn lại. Có sấy dính đấy nhở? Tay to nhỉ. Không có sấy RNG đấy. Yeah. Game này, trong game Để này trái. đừng đạn ngẫu nhiên mà, đâu phải lúc nào nó cũng như thế đâu. Bắn như thế thì lại dễ quá. Em Thấy ghét chưa? sấy lắm. Đấy. Thấy hôm nay bắn thằng Brit cái phát là hai viên Hai đầu con đúng đầu. không? Đấy, bắn thằng Sage có trúng phát nào không? Chả trúng phát nào. Nó là RNG. Yeah. Quả smoke đấy là con quay cho đồng đội à? Quả nào? Quả là Đấy nào? quả quả vừa nãy đây để đồng đội kêu bên Thấy bên ấy. Cypher không? Thấy Cypher đúng không? À. Quả không nhìn được toàn cảnh nhá, nhưng mà chắc chắn là nó smoke nhà ấy để đằng Cypher nó chơi với trap, nó chơi chéo với trap chứ không phải là che tầm nhìn của nó. Không, nghĩa là che một bên để mà nó kêu một bên ấy. Không, không phải kê một bên. Thế thằng địch nó đi vào nó phải bớt một góc đi, phải kê à? Chắc chắn là phải có trap đâu đó quanh đây rồi thì nó smoke thế để thằng Cypher nó chơi với trap. Nhưng mà thằng Cypher có lồng mà. Cây của nó là đặt gần quả smoke thôi, và có thể là nó pop rồi hay gì đấy, nhưng mà smoke thế chắc chắn là phải có mục đích rồi. Cứ ra nhìn mặt địch bắn nó mồm nó không đi về. Pharah này là ra TP TP để check, TP nhanh để check xem là có ai phòng thủ ở đây không.
Smoke bên này là để đi được sang bên tay phải này mà không bị nhìn này, thì lúc ấy có thể mở góc sang bên này. Người ta cảm giác như cái đây quả smoke này là quả smoke để thủ main đấy, nhưng thực ra quả smoke là để bò ra. Và nếu mà smoke kể như này, người ta cũng có thể đứng ở back side để người ta kê, bởi vì nó hở một cái gap bên tay trái này này đấy. One way. Let's go back. Phải one way, bên địch cũng nhìn được, nhưng mà mình nhìn chân trước bây This giờ. would be safer lane. Stay Hay nhỉ, break chắc cross chắc thế first. hay nhỉ. Nhưng mà nó cũng đi kèm với rủi ro, chỉ làm được một tới hai lần thôi, làm nhiều không được. Đấy, đứng góc ngoài lùi lại tí là thấy chân này. Bởi vì cái Can quả you smoke nó play bị lệch lên, smoke? hiểu không? Chứ không phải là mình thấy nó trước. Oh, never mind. To be Bỏ vào quả flash là đẹp rồi. mid. Bên đường anh counter mấy con ray kiểu Push, gì? push, push, push. Cao từ à? Bắn nó ấy. Nó cứ bay vào, nó bay lên trời ấy, không bay Bay nhanh lên quá mình trời thì mình biết là không. trong thời gian nó bay lên trời thì nó không bắn được mình đúng không? Mình phải bắn từ từ thôi. Bớt 2 viên, bớt 3 viên. Thế nếu mà team team nó flash cho Team flash mình chăm cho thì xóa mình nó phải bay vào lùi. Được. Chứ bây giờ nó flash bù nó liệu bay thì mình sao mình biết nó bay hướng nào được. thế thì cứ bắn retake suốt ngày à? Lúc ví dụ như ở thằng Ray này nhá, thằng Ray này làm gì? Thằng Đây Ray là team địch nó bay đấy, mày thấy nó bay lên rồi không ai follow up đúng không? Thằng Forsaken trong tham đấy nó có làm gì? Nó bắn thằng Ray một turn rồi nó với TP đi đúng không? Bởi vì thằng Ray bên kia nó phạm phải một cái movement khá là cơ bản. Nó bay trước khi mà mọi người có thể lên cover nó. Thế nên là bay lên thằng Forsaken nó còn thường một tham nó bắn nữa mà. Còn nếu mà trong trường hợp ấy mà thằng Ray nó bay lên chậm để đồng đội follow up ấy thì gần như thằng Forsaken mà bắn một turn thì có thằng ra trade luôn rồi.